Hello everyone, nice to see you today. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bài học của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn ơi, các bạn đã ăn cơm chưa? Bây giờ chúng ta hãy cùng theo chân cô Alisa vào trong bếp nhà mình và xem hôm nay chúng ta có những đồ vật gì ở trong bếp nhé. Ok, let's go. Unit 7, in the kitchen. Các bạn hãy cùng lắng nghe và nhắc lại theo cô nhé. J J J J. Chúng ta cùng xem hôm nay chúng ta có món gì nào. Jelly. Jolly. Jolly. Được, các bạn biết đây là món gì? Đó chính là thạch. Các bạn cùng nhắc lại theo cô một lần nữa nhé. Jolly. Jolly. Và tiếp theo chúng ta có cái gì đây? Nước cam đúng nào? Juice. Chúng ta sẽ có từ juice. Juice. Nước ép. Và tiếp theo chúng ta sẽ có gì đây? Có một lọ mứt để chúng ta có thể ăn kẹp với bánh mì. Bread. Đọc cho cô từ này nhé. Jam. Jam. Ok, very good. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại các hình ảnh này. Đầu tiên chúng ta sẽ có là juice. Juice. Các bạn nhớ nhé, đây là âm U. Chúng ta sẽ đọc là juice. Cô thấy rất là nhiều bạn đọc là juice, đúng không? Nhưng mà thực ra không phải đâu, đó là phiên âm chúng ta chỉ có một chữ U thôi. Và chữ C, E thì chúng ta sẽ được phát âm là S. Và chúng ta sẽ đọc là juice. Ok. Và tiếp theo chúng ta nhìn thấy có một đĩa thạch rất là ngon đúng nào. Và chúng ta có từ jolly. Jolly. Ok. Và chúng ta có hộp mứt, đọc là jam. Jam. Và hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chữ G. J. J. Ok, next one. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại chỉ cày vào bức tranh và nhắc lại theo cô một lần nữa nhé. Jolly. Juice. Jam. Ok, very good. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chơi một trò chơi nào. Bây giờ chúng ta sẽ có nhiệm vụ là nối các hình ảnh 1, 2, 3 tương ứng với các từ ở dưới này. Và chúng ta xem, đầu tiên chúng ta có cái gì đây? Có hộp mứt đúng nào? Và chúng ta sẽ nối vào từ jam. Và số 2 chúng ta có cái gì nhỉ? Mẹ đang cầm cái gì đây? Một ca nước ép đúng nào? Và chúng ta sẽ có từ juice. Và cuối cùng, đĩa thạch đúng nào, chúng ta nối vào từ jolly. Jolly, ok, very good. Next one, lesson and chant. Bây giờ các bạn hãy lắng nghe bài này và sau đó là chúng ta hãy cùng nhau nhắc lại nhé. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe và nhắc lại theo cô Alisa một lần nữa nhé. J, J, jam. I like jam. Nghĩa là tôi thích mứt. J, J, juice. I like juice. Nghĩa là tôi rất là thích nước ép đúng không? Và tiếp theo, J, J, jolly. I like jolly. Nghĩa là tôi rất là thích thạch.
Và ở đây chúng ta sẽ cùng học thêm một cấu trúc nữa là I like, nghĩa là tôi thích một cái đồ ăn gì đó. Thì chúng ta có thể thực hiện cái cấu trúc là I like cộng với một cái đồ vật hay là con vật hay là một cái đồ ăn nào đó ở đằng sau, thì thể hiện được là cái điều mà mình thích. Thì chúng ta sẽ thực hành thêm cấu trúc về I like với những cái đồ dùng hay là những con vật hay những món ăn ở nhà mình nhé. Ok, bây giờ chúng ta chuyển sang phần tiếp theo nào. Look, write and then say. Bây giờ chúng ta xem các đồ vật này còn thiếu chữ cái nào thì chúng ta hãy cùng nhau điền vào nhé. Đầu tiên, số 1 chúng ta thiếu từ gì các bạn nhỉ? Đúng rồi, đó chính là chữ jam. Và tiếp theo, đúng rồi, đó chính là từ juice. Và số 3 cuối cùng, chúng ta sẽ có từ jolly. Bài này rất dễ đúng không nào? Ok, listen and tick. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe và chúng ta hãy đánh dấu tích vào những gì mà chúng ta nghe được nhé. 1. I like jelly. 2. I like juice. Các bạn đã nghe được chưa nào? Câu 1 chúng ta sẽ có câu gì nhỉ? I like, đúng rồi, đó chính là jolly. Ok, very good. Và số 2 chúng ta sẽ có là gì? I like gì các bạn nhỉ? Có phải là juice không? Đúng rồi, đó chính là I like juice. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta ở nhà, chúng ta hãy thực hành viết cho cô chữ cái này vào trong quyển vở của mình nhé. Và với chữ cái này thì chúng ta sẽ điền các chữ còn thiếu ở dưới này. Và chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ có từ jelly, juice và jam. Ok. Okay. Ở bài này thì cô Alisa sẽ hướng dẫn các bạn một cấu trúc câu. Khi mà nói là đưa cho tôi một cái gì đó làm ơn thì chúng ta sử dụng cấu trúc câu là pass me, nghĩa là đưa cho mẹ hay là đưa cho tôi, đưa cho em hay đưa cho một ai đó. Thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc là pass me the cộng với một cái đồ vật ở đằng sau. Thì với cái ví dụ này thì các bạn hãy nhìn vào đây này. Chúng ta sẽ có câu là pass me the jam, please. Ở đây là mẹ đang nói với con đúng không nào? Thì chúng ta sẽ dịch là hãy đưa cho mẹ lọ mứt làm ơn. Và chúng ta sẽ trả lời đáp trả như thế nào nhỉ? Here you are, nghĩa là của mẹ đây. Chúng ta cùng lắng nghe và nhắc lại theo cô một lần nữa nhé. Pass me the jam, please. Here you are. Okay, very good. Để hiểu hơn về cấu trúc này thì chúng ta hãy cùng nhau thực hành bài này nhé. Ở đây chúng ta sẽ có gì đây nhỉ? Nước ép đúng không nào? Và chúng ta sẽ nói là pass me the juice, please. Các bạn đọc theo cô một lần nữa nào. Pass me the juice, please. Làm ơn hãy đưa cho tôi một can nước ép. Của bạn đây thì chúng ta sẽ nói như thế nào nhỉ? Yeah. Here you are. Pass me the juice, please. Here you are. Okay, very good. And next one. Chúng ta sẽ có từ pass me the jam, please. Pass me the jam, please. Here you are. Và cuối cùng chúng ta sẽ có là pass me the jolly, please. Pass me the jolly, please. Hãy đưa cho tôi một ít thạch làm ơn. Here you are. Của bạn đây. Ok, very good.
Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chơi một trò chơi nhé. Với các câu ở dưới này thì chúng ta hãy nối với các hình ảnh tương ứng với các câu mà đoạn hội thoại ở đó bài cho. Trước tiên để làm được bài này thì chúng ta hãy thực hành cho cô lại các câu này nhé. Pass me the jelly, please. Here you are. Làm ơn đưa cho tôi một ít thạch của bạn đây. Vậy chúng ta sẽ nối với bức tranh nào đây? Các bạn hãy nhìn thạch ở bức tranh nào nhỉ? Đúng rồi, đó chính là bức tranh B. Ok, number 2. Pass me the jam, please. Here you are. Làm ơn hãy đưa cho tôi một ít mứt của bạn đây. Đúng rồi, chúng ta sẽ nối với bức tranh C. Và cuối cùng chúng ta sẽ có là Pass me the juice, please. Here you are. Ok, very good. Và trò chơi tiếp, chúng ta hãy tìm các từ cho cô ở đây. Và với ba từ vựng mà chúng ta vừa học, đó chính là jam, jolly and juice. Chúng ta hãy cùng khoanh tròn vào các chữ cái này. Để sao chúng ta có thể khoanh hàng dọc hoặc hàng ngang tùy vào từng đáp án mà ở đầu bài cho nhé. Các bạn hãy tìm được từ juice, jolly và từ jam trước. À, ở đây cô sẽ nhìn thấy một chữ này, jam. Các bạn nhìn thấy từ jolly chưa? Chỉ cho cô nào. Đấy rồi, chính xác, từ jolly. Còn từ juice, từ này ở đâu nhỉ? Ở đâu vậy các bạn? Đúng rồi, chúng ta sẽ có từ juice. Ok, very good. Ok, let's sing. Chúng ta hãy cùng đến một bài hát nào. Jam, juice, jelly. Pass me the jam. Pass me the juice. Pass me the jelly. Here you are, here you are, here you are. Ở đây chúng ta sẽ thực hành lại về cấu trúc của pass me cộng với lại một cái đồ vật hay là một cái đồ ăn gì đó ở đằng sau. Thì chúng ta sẽ có câu là pass me the jam, pass me the juice, pass me the jolly. Và chúng ta đáp trả như nào nhỉ? Là here you are, nghĩa là của bạn đây. Ok. Vậy thì ở nhà chúng ta hãy cùng nhau thực hành thêm với các đồ dùng vật dụng hay là cái đồ ăn gì đó ở trong nhà mình nhé. Ok, time to say goodbye. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Nhưng trước khi kết thúc chúng ta hãy cùng nhau ôn tập lại bài một lần nữa nhé. Chúng ta có cái gì đây các bạn? Jam. Ok. Và đây là? Đúng rồi, đó chính là jolly. Và đây là juice. Juice. Hôm nay chúng ta cùng nhau học chữ cái gì đây các bạn? G. G. J. J. Ok, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi các bài học tiếp theo của cô Alisa nhé. Goodbye!